Chào mọi người ạ. Hôm nay thì mình có khách hàng là anh Hoàng ở thị xã Phú Mỹ này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đặt mua một cái lưu điện cửa cuốn. Thì bây giờ trước khi gửi đi cho khách hàng thì mình test thử cái lưu điện này xem là có hoạt động ổn định không để gửi cho khách hàng, bởi vì là cái quãng đường cũng khá là xa xôi ấy. Thì nếu mà mình trước khi gửi thì mình sẽ kiểm tra đầy đủ để tránh quá trình là khi mà khách hàng nhận hàng thì lại mất công đổi trả thì lại mất thời gian cho cả hai bên. Bây giờ đây là cái lưu điện, bây giờ mình cắm thử cái sạc điện thoại như này. Bình thường thì bên mình hay test bằng quạt, các bạn có thể test bằng các cái đồ điện tử khác, ví dụ như là nồi cơm hoặc là sạc điện thoại. Đây mình bật cái bật công tắc nguồn lên. Các bạn nhìn cho đấy, điện thoại đã vào pin này, chứng tỏ là lưu điện hoạt động bình thường. Đấy. Còn đây là cái phích cắm khi mà mình, tóm lại là cái lưu điện này các bạn phải cắm 24/24 khi mà dùng cho cửa cuốn. Thì đây là cái ngõ điện vào, còn đây là ngõ điện ra này. Đấy. Lưu điện hoạt động bình thường nhé. Mình giới thiệu qua một chút về các cái thông số của lưu điện. Đây. Đấy. Loại là mình gửi cho khách hàng là 900 plus này, thì có cái khối lượng là 10 kg như thế này, và cái công suất khách hàng hỏi là 900W, thì được dùng có thể dùng cho bóng điện hoặc là lò vi sóng để khách hàng bán bánh mì. Đó, đó là câu hỏi của khách hàng. Cái video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị muốn đặt mua lưu điện hay là mua tơ cửa cuốn cũng như là các cái sản phẩm phụ kiện cửa cuốn khác, quý vị hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới của video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ạ.